Ông ơi, cua đồng nó rất là tốt, nhưng mà cũng có một số người là vướng vào cái bệnh này không ăn, mặc dù biết ta biết đó là cua đồng ăn có thể nó nguy đến tánh mạng. Và cua đồng nó béo ngoài ngoài đúng bà con, nhưng mà nó như vậy không ăn được nhiều cua, khiến cho cholesterol trong máu nó cao lên, nó nhiễm khuẩn tim mạch, huyết áp. Đó bà con thấy không, tim mạch huyết áp à, rồi huyết áp để chuyển bệnh nặng, ngộ độc, bệnh sáng lá. Đó, cho nên là những người đó là không ăn được cua đồng. À, cua đồng là không ăn được là để nó khiến cho cholesterol trong máu mình cao, tim mạch, huyết áp, dễ chuyển bệnh nặng, ngộ độc, bệnh sáng lá. Mấy người này là không ăn được cua đồng. Còn nó tốt cho nó giá trị dinh dưỡng là nó tán huyết, bổ gân, xương khớp. Ăn gỏi cua sống nhiều thì nó mầm bệnh, nó nguy hiểm. Y tế California của Mỹ có nói cho chúng ta hay, nấu chưa chín thì nó có thể là nó bị rất nhiều về bệnh. Đó. À, rồi những người không ăn được là những người bệnh ho, tức ngực, khó thở, nóng sốt, nổi mề đay, động kinh. Đó. Rồi ăn không được ăn cua chết, không được ăn cua chết. Phụ nữ có thai tuyệt đối không ăn cua vì nó có tính hàn. Đó, không ăn. Mà ta ăn ăn một con, 2 ngày mới ăn được một lần, 2 ngày ăn được một lần. Rồi, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào bà con. Woo!